Dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, chiều nay 15 tháng 8, tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Tham gia phiên họp có đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành viên tổ biên tập tiểu ban văn kiện Đại hội lần thứ 17. Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 gồm 37 đồng chí. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban có nhiệm vụ xây dựng văn kiện trình Đại hội đại biểu tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030. Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận cho ý kiến về các dự thảo, quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ thành viên, kế hoạch hoạt động của tiểu ban văn kiện và dự thảo đề cương báo cáo chính trị Ban chấp hành Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa 16, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Các đại biểu cũng tập trung vào cách tiếp cận, kết cấu, bố cục dự thảo đề cương văn kiện như lựa chọn các phương án văn kiện, chủ đề, phương châm tổ chức đại hội lần thứ 17, cách tiếp cận của từng ngành, lĩnh vực nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn của địa phương, từ đó đề ra nhiệm vụ trọng tâm và đột phá trong nhiệm kỳ tới. Kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nêu bật vai trò quan trọng của tiểu ban văn kiện, tổ biên tập trong xây dựng đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Đồng chí đề nghị các thành viên tiểu ban văn kiện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực hiệu quả vào dự thảo đề cương văn kiện. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng gợi mở về kết cấu văn kiện, cần nêu bật được một số vấn đề lớn của nhiệm kỳ tới, cần tập trung giải quyết, tiếp tục xác định rõ các lĩnh vực, nội dung đột phá, trong đó có sự huy động và khai thông nguồn lực. Nếu chúng ta có cơ chế tốt, thì nhân dân chúng ta cũng có rất nhiều cái điều kiện để khai thông được nguồn lực. Đây là cái đầu tiên về cái đột phá. Cái thứ hai là hạ tầng, trong đó vẫn tập trung cho giao thông và số dịch vụ. Ba cái đột phá: một là cơ chế, hai là hạ tầng, ba là dịch vụ. Dịch vụ thì tập trung cho cái cửa khẩu và cái du lịch. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng gợi ý một số nội dung về phương châm tổ chức đại hội nhiệm kỳ tới, chủ đề của đại hội để tiểu ban văn kiện nghiên cứu. Dân chủ, kỷ cương, sáng tạo.